chức năng tra cứu. Để tra cứu tiến trình hồ sơ, bước 1, khách hàng vào website hồ sơ bảo hiểm.pti.com.vn, lựa chọn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo loại sản phẩm đã mua. Bước 2, khách hàng chọn cổng tra cứu hợp đồng và lịch sử bồi thường. Bước 3, tại màn hình tra cứu tiến trình hồ sơ bồi thường, khách hàng điền thông tin số hồ sơ muốn tra cứu tiến trình, ấn tra cứu thông tin. Khách hàng có thể ấn xem để xem lại chi tiết hồ sơ để tra cứu hợp đồng và lịch sử bồi thường tại màn hình tra cứu khách hàng chọn màn hình tra cứu hợp đồng và lịch sử bồi thường khách hàng điền các thông tin tương tự tìm kiếm người được bảo hiểm chọn đơn vị cấp hợp đồng pti chọn đối tượng bảo hiểm khách hàng nhập tên người được bảo hiểm số hợp đồng hoặc giấy chứng nhận nếu có chọn khối trường nhập tên người được bảo hiểm số chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu lưu ý các trường thông tin gắn sao là thông tin bắt buộc sau đó chọn tra cứu thông tin hệ thống trả kết quả tìm kiếm khách hàng chọn tra cứu lịch sử bồi thường sẽ hiển thị toàn bộ danh sách hồ sơ bồi thường của người được bảo hiểm khách hàng có thể chọn xem để xem chi tiết hồ sơ bồi thường